Chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Chào các bạn. Thì hôm nay bố anh em team lớn đã tập hợp đầy đủ tại cái sân thượng này để thực hiện một cái vlog mới. Mà tự nhiên nghe cái mùi gì ta? Mùi gì vậy anh em? Trời, bữa nay xài dầu thơm nữa anh Phong. Ừ. Ui, mày hít mạnh quá, mất cái mùi nước hoa của tao rồi cái nách hôi lại rồi sao? Bị hôi nách hả? Chứ còn gì nữa? Tào lao. Tối nay mình có một cái cuộc hẹn quan trọng ở quán nước mèo ngố. Xịt dầu thơm cho nó thơm tho, lỡ gặp fan xin chụp hình thì cũng tạo được thiện cảm cho người ta. Chính xác. Cái mùi dầu thơm của anh kỳ quá anh Phong ơi. Sao? Hồi nãy em đứng xa thì cái mùi còn thơm nha. Mà lại gần sao mùi nồng quá à. Ừ. Vậy là em xài dầu thơm dởm rồi đó Phong ơi, nó mới vậy. Chứ dầu thơm xịn á là cái hương thơm nó dịu nhẹ mà giữ mùi lâu lắm kìa. Nhẹ tự ai thì chứ. Cái mặt này mà xài nước hoa dởm, cái chai nhỏ xíu vậy nè mà 70 ngàn. Cái tôi nghe được cái tao tưởng là 7 triệu không á Phong. Thôi đi đại ca. Giờ chốt lại gì đi. À, như nước qua là em thích mùi gì? Em thích mùi trái cây. Ừ, còn em? Cái mùi nào quyến rũ là ok anh. Còn mày? Tao thích cái mùi gỗ nó dịu nhẹ mà sang trọng lắm. Rồi, bây giờ chốt lại là anh em thích mùi gì. Tôi sẽ chở anh em đi tới một cái tiệm. Anh em sẽ pha chế dầu thơm mà sau đó ra cái mùi mình thích rồi đưa cho quán người ta tự pha chế công thức. Ủa, có cái đó nữa. Hay vậy? Có luôn. Sẵn kênh mày 8,99 triệu sub nè. Bây giờ làm dầu thơm rồi đem về tặng fan nhân dịp này đi. Đúng rồi. Hay, anh em thay đồ đi làm nước hoa. Đi đi. Cái chỗ làm nước hoa đó đâu vậy? Trên Sài Gòn á mày. Trời ơi. Dạ. Kiểu này về mệt lắm á nghe. Tài xế chở chứ mày có chở đâu mệt. Không lẽ anh tính rủ ông nội đó theo nữa hả? Chứ ai chở mình? Em chở cho anh xin ơi. Em suy nghĩ lại rồi. Ngủ ổng theo đi anh Vinh ơi. Tới rồi. Chào mừng tất cả các bạn. Thì hiện tại tụi mình đang ở cửa hàng 123 Du. Mày đi làm nước qua hay mày đi nhậu? À, mày đi tới quán người ta mà mày cũng không nhớ cái tên nữa. Anh nhớ thì anh nói luôn đi. Dùng vậy? Tên gì em? Dạ 123 Bờ Phương tại 93 Điện Biên Phủ, phường 15. Được rồi em. Anh hỏi là cái tiệm mình tên gì, em nói cái tên đủ rồi, đừng có tranh thủ bia nha. Quên nữa mà cái quá trình làm nước hoa này là sao em? Là mình sẽ chọn những cái tinh dầu mà mình yêu thích, sau đó mình làm ra một lọ nước hoa bằng cách mình bỏ nước hoa đó vào trong một cái bình. Sau đó mình sẽ mang cái bình đó về nhà và mình sử dụng. Cô Tí lấy cái bình lại cho anh coi thử. Chứ không phải anh tưởng đâu là tháng qua bình nha. Cái này là gì đây? Thì cái bình. Lấy cái bình gì bự như vậy mà tính làm nước qua mày tắm hay gì? Lấy cái bình nhỏ hơn hơn đi, cái bình nhỏ nhỏ đó. Không phải vậy, không phải là bình đó. Cái này chỉ là để trưng bày thôi. Còn sử dụng nước hoa thì mình sẽ lấy chung một cái đằng kia là những cái lọ đó. Trời ơi, ông nội ơi, bình này nè. Hóa ra là những cái bình này. Lấy những cái bình này châm nước hoa vô rồi sau đó đem đi về. Nó sẽ có những mùi hương bao gồm có mùi hương mít là cho màu xanh dương và mùi hương đơn là cho màu nâu. Mùi hương mít này mấy bạn sẽ chọn cho mình tầm khoảng 2 chai. Và đối với mùi hương đơn thì mấy bạn cũng sẽ chọn giúp mình 2 chai. Tiếp theo là mấy bạn sẽ bắt đầu test mùi hương để xem là 4 chai này nó kết hợp lại nó có ra mùi thơm hay không. Và cách sử dụng mẫu test nhỏ mà. Và mình để như vậy. Rồi bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ cho nước nền vào cái chai này. Mình sẽ lấy chai này mình cho vào cùng một mẫu test. Và mẫu test mình sẽ cho nước nền trên một xíu. Sau đó thì mình đậy nắp lại và mình lắp đều lên để cho tinh dầu với lại nước nền nó hòa lại với nhau. Lắp xong rồi thì mình sử dụng giấy tự hương. Mày sẽ lấy cái miếng giấy nhỏ nhỏ và chấm vào. Mấy bạn nghĩ thêm để ra mùi thơm hay không. Nếu trường hợp với các bạn cảm thấy không thơm, mình muốn thay đổi mùi khác chẳng hạn, thì mình sử dụng mẫu test khác bằng cách thay đổi nồng độ mùi hương. Hiểu chưa? Mình giải thích lại một lần nữa đi bạn. Five minutes later. Sau khi bạn nhân viên hướng dẫn mình cái cách pha chế nước hoa thì các bước anh em đã nắm rõ chưa? Rồi. Coi đi tạo cho mình một cái loại nước hoa độc quyền đi. Ok, chưa chỗ ra làm. Còn riêng mình thì sắp tới kênh đã đạt được 9 triệu sub rồi thì mình sẽ làm ra một cái loại nước hoa độc quyền để dành tặng cho 20 bạn fan may mắn nhất thay của lời cảm ơn của mình nha các bạn. Tốt nhất là nên kết hợp các loại hoa lại với nhau đi. Để coi cái tầng 1 thì mình sẽ sử dụng hoa cúc, tầng 2 là hoa sen và tầng 3 sẽ sử dụng là hoa lan nam phi nha các bạn. Thì hồi nãy bạn đó nói là đầu tiên phải có cái bộ thử mùi. Đây cái bộ này là bộ test mùi nha các bạn. Hoa cúc 2 giọt, đúng 2 giọt thôi. 1
2. Tiếp theo là hoa sen 3 giọt. 1 2 3. Thêm 5 giọt hương sen. Mày tới đây làm gì vậy? Thêm hương sô cô la vô cho nó thơm hơn anh. Ai mượn mày? Thì ban ngày anh đi quay phim, còn ban đêm anh gặp đối tác. Em thêm hương sô cô la vô cho mùi thơm hấp dẫn. Thôi, buổi tối tao xài mùi này nửa đêm chắc kiến lửa cắn tao chết á. Mày đi về chỗ đi. Đừng quan tâm anh nữa. Ủa mà, ủa hồi nãy tôi nhổ cái gì vậy trời? Cucumber, melon, woman. Woman là phụ nữ. Mùi phụ nữ. Thì phải rồi, cái mùi này dành cho phụ nữ. Đúng mà. Chính là nó. Em đã tìm kiếm cái mùi này mấy lâu nay. Chết hả? Không lẽ FA lâu quá nó chán làm đàn ông, rồi giờ nó tính chuyển sang làm phụ nữ sao ta? Dự tính ban đầu là mình tính phối hợp 3 loại tinh dầu hương hoa lại để tạo ra một cái mùi hương mới, nó thơm hơn, nó độc đáo hơn. Nhưng sau khi thất bại 12 lần thì mình đã tìm ra được một cái mùi nước hoa chân ái dành cho đời mình. Công thức của nó là 2 giọt dưa lưới, tiếp theo là 3 giọt hương hoa mẫu đơn, 1, 2, 3. Và cuối cùng quan trọng nhất đó là tầng bay 5 giọt hương hoa châu Phi. Nam Phi. À, hoa lan Nam Phi. 5 giọt nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó chúng ta lắc đều lên. Phải lắc. Rồi, lấy cái mẫu test thử. Rồi, ngửi nước hoa hỏi lỗ mũi mình nó bị loạn mùi rồi các bạn ơi. Để khử mùi trong lỗ mũi trước cái. Ủa nãy giờ mày có thấy mấy cái hộp cà phê người ta bỏ trong cái lọ này để thử mùi nước hoa trong mũi mình đâu mày? Em mới lấy nó đem ra tiệm xay ra rồi pha hành ly cà phê đang uống nè. Đúng rồi. Bộ chưa ăn sáng hả mày? Sáng có mua gói xôi mà cô Tí xin hết nửa gói rồi. Trời. Ê, nay sáng mày mua vòng chậm đeo luôn trời. Chậm giả cho nên mới pha dầu thơm chậm hương nè, nhỏ vô đây cho người ta tưởng chậm thiệt. Tao sợ mày luôn. Anh Vinh á thì làm nhiều hơn mùi hoa, còn anh Quang thì làm nhiều hơn mùi gỗ. Giờ mình làm mùi gì trời? Anh Phong, anh làm nhiều hơn mùi gì ạ? Mày thấy chữ woman không? Tao đang nghiên cứu nước hoa mùi phụ nữ đó. Tức là nước hoa này phụ nữ người ta xài, hay là đàn ông mình xài, phụ nữ họ sẽ khoái. Phụ nữ mê luôn chứ khoái cái gì mày. Anh đi. Mày tính làm nước hoa hương gì vậy? Em thích hương trái cây. Trái cây hả? Ừ, mà hương con gái thích ăn trái gì không? Tao đi ra quán á, thấy mấy đứa con gái hay kêu kèm chuối đó. Hả? Em cũng thích ăn chuối nè. Sẵn tắt cái dạng luôn. Đi hương chuối đi. Hương chuối rồi. Ờ, rồi. Đây nè. À luôn. Mình sẽ làm 20 chai nước hoa như thế này. Ở trên đó có chữ Tony TV quà tri ân fan, gửi đến cho 20 bạn fan may mắn nhất khi mà kênh mình đạt 9 triệu sub nha các bạn. Đầu tiên là phải chế cồn vô vệ sinh bụi bặm ở trong này cái đã. À. Anh Trên, anh tôi tranh thủ làm nhanh đi. Còn chia cái công thức này tiếp em nữa nè. Từ từ mày. Đó, để lên cái cây cân tiểu liên nha các bạn. Đây nè. Rồi chế cái này vô 0.68g. Trời ơi trời. Một giọt như thế này là khoảng 0.2g nha các bạn. 0.68g.
1.1 gram. Đủ rồi đó. Vậy là xong một chai nước hoa hả anh Vinh? Xong khỉ khô. Đây mới xong mấy chất cơ bản thôi. Trên cái bản này còn 16 chất bổ sung nữa nè, mày thấy chưa? Ờ, mày phải có 16 chất này vô trong cái lọ này là nó mới được một chai đó. Trời ơi, dễ ăn lắm. Mấy cái chai nước hoa nhỏ như anh Vinh á, chỉ cần dùng tay dặn vô là được. Còn cái chai nước hoa khủng như của mình đổ lên á, là phải sử dụng máy để đóng. Mày biết đóng không vậy? Không biết, nãy nhân viên có chỉ em rồi. Mày muốn mình hỗ trợ đóng chai không ạ? Khỏi em, anh tự đóng được. Tụi anh tự đóng. Đây. Đây. Đầu tiên là bỏ cái nút này vô. Sao đó mày? Trồng cái vòng này lên. Rồi. Đó, đóng xuống. Mày đóng sao vô mặt tao đi nha mày. Né cái mặt ra. Ơi. Mày đóng xuống tư đây. Phải không nghe? Trời đó. Ý. Gì trẻ? Thì á. Cái mày ơi. Sao nó không chắc ta? Em ơi, lợi giúp anh đóng cái chai này đi em. Thấy chưa mọi người, cũng phải thất bại mấy chục lần sau đó mình mới ra được cái bộ công thức nước hoa Tony TV chứ bộ à. Rồi anh em xong nước hoa chưa vậy? Đem ra ngoài này test thử coi trời. Xong chưa cô Tý? Em xong rồi nè. Ê Quang, nước hoa mày hương gì vậy? Mùi trầm hương thơm phức luôn. Để tao xong ra cho anh em hửi thử nha. Nè. Hửi thơm được không? Hửi thơm như vậy. Thơm quá. Nhưng mà chưa bằng chai dầu hôm của em đâu. Chuyên nghiệp vậy. Có mát nữa nè. Chữ gì đây? À, dầu thơm chuối cu tí. Hả? Tên gì dơ dữ vậy mày? Dơ gì anh? Cái chai dầu hôm của em là được kết hợp từ ba loại tinh dầu chuối đó. Chú luộc, chú chiên, chú nướng. À, tao không có nhu cầu. À, còn mày là cái hương gì vậy? Nước hoa mùi phụ nữ. Chuyên nghiệp thoát khỏi kiếp FA rồi anh ơi. Chán lên coi gần 30 tuổi rồi đó. Còn anh là hương gì? Của tao hương thảo mộc. Thơm lắm nha mày. Sợ già là thơm nhất cái nách luôn á. Ừ, vậy. Ngửi thử tí. Thôi, em không dám ngửi đâu. Thôi mọi người ơi, cũng 8 giờ tối rồi. Thì tính ra cả ngày hôm nay team mình đã bỏ hết cái thời gian trong căn phòng này để tạo ra những cái loại nước hoa đặc trưng cho riêng mình rồi. Cảm ơn tình cảm mọi người đã dành cho kênh mình, những bạn đã đăng ký và đang đồng hành cùng với mình tới 9 triệu sub. Thì cố gắng một năm nữa lên 10 triệu sub lấy nút kim cương về ôm ngủ. Rồi, thực hiện thao tác cũ, bấm đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông thông báo nha các bạn. Bây giờ thì đi về ăn cơm tắm. Bye bye các bạn cái rồi về nè. Bye bye. Bye bye. Mọi người đi đâu sao?